Xin chào các bạn đến với kênh của Thế Giới Máy. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một máy phun thuốc trừ sâu diệt côn trùng hiệu Oshima, có model là 767X. Máy phun thuốc trừ sâu diệt côn trùng của Oshima model 767X có dung tích bình chứa là 25 lít, sử dụng động cơ 2 thì, tỷ lệ pha xăng nhớt là 1.25. Chiếc máy này có những phụ kiện là dây xịt, tay cầm van bi, cần xịt 3 bét inox, cần xịt thẳng, dây đeo, bình pha xăng, khóa mở vô ri và sáng hướng dẫn sử dụng. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp ráp các phụ kiện của máy. Đầu tiên thì ta sẽ lắp dây xịt vào trong đường ống ra của máy. Đây là đường ống ra, chúng ta lắp dây xịt vào và siết thật chặt. Tiếp đến chúng ta sẽ lắp tay cầm. Lắp cần xịt thẳng. Và cần xịt 3 bét. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp dây đeo lưng. Chúng ta lắp đệm vai vào phía mặt trong. Một đầu ta sẽ móc vào móc khóa này. Đầu còn lại ta sẽ móc phía dưới của thân máy. Tương tự với chiếc dây còn lại. Như vậy là tôi đã hướng dẫn xong cho các bạn lắp ráp các phụ kiện của chiếc máy phun thuốc trừ sâu diệt côn trùng model là 767X. Chiếc máy này có rất là nhiều ứng dụng trong cuộc sống, ví dụ như là phun thuốc trừ sâu, phun cho cây ăn trái, hoa màu, hoặc là phun tiêu độc khử trùng chuồng trại hoặc là nhà cửa. Tôi sẽ test trực tiếp chiếc máy phun thuốc 767X để xem chiếc máy này phun ra như thế nào nhé. Đầu tiên các bạn nếu mà muốn phun thì các bạn phải đổ xăng pha nhớt vào bình chứa. Sau đó ta bơm xăng lên bằng núm vú cao su. Giật bộ khởi động. Khi tắt máy chúng ta chỉ cần nhấn công tắc. Bây giờ tôi sẽ cho nước vào xem thử chiếc máy này phun ra nước như thế nào. Giờ chúng ta sẽ khởi động máy.
Vâng, như vậy là tôi đã test xong chiếc máy phun thuốc 767X. Nếu bạn quan tâm sản phẩm này, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp xem máy tại cửa hàng 354 Bình Long, phường Vũ Tô Hòa, quận Tân Phú. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bà con đừng quên nhấn nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và đồng thời nhấn nút chuông bên cạnh để nhận những thông báo mới mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải một video mới hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị cho bà con.